Hello, xin chào tất cả anh chị các bạn nhé. Đây thì hôm nay shop lên cho mấy anh chị các bạn một cái mẫu ống ngắm PSA giá rẻ nha mấy anh chị các bạn. Đó, hôm trước lên cho mấy anh chị các bạn hai cái dòng rồi, PSA tâm số nè, có đèn và không đèn, với lại cái mẫu hai tâm nha, cái loại mà 4x44x44 á mấy anh chị các bạn nha. Đó, đây, hôm nay lên cho mấy anh chị các bạn mẫu này nha. Đây đây nha mấy anh chị các bạn. Đó đây thông số của nó nè mấy anh chị các bạn. Đây 4 x 16 x 44 hộp thiết nè mấy anh chị các bạn, thấy chưa? Đó này thì đầy đủ phụ kiện chỉnh tâm trên dưới nè, trái phải nè, đèn xanh đỏ đây, gọi là phóng to thu nhỏ zoom đây luôn, chỉnh độ cận thì đầu ngoài này luôn nha mấy anh chị các bạn. Đặc biệt mẫu này nó có chỉnh nét đây luôn, chỉnh nét nè mấy anh chị các bạn, tùy khoảng cách mình nhìn mà mình chỉnh thôi. Đó rồi, đây là số điện thoại của em nha mấy anh chị các bạn ơi, 0817884482 nha. Rồi bây giờ sẽ mở cái hộp này ra cho mấy anh chị các bạn thấy phụ kiện bên trong của nó luôn nha. Cái mẫu PSA này thì cái nắp của nó là nắp bật ra bật vô luôn nha mấy chị các bạn. Đó. Đây. Full phụ kiện. Thiếu cặp chân thôi nha mấy chị các bạn. Khi mấy anh chị đặt hàng á, mấy chị các bạn có thể nói xài chân 11 hay 20 để shop đính kèm cho mấy anh chị các bạn về lắp nha. Khăn lau nè, giấy hướng dẫn nè, hai cái nắp nè. Đây, hai cái nắp nè mấy chị các bạn. Chống chó nè. Đó, đầy đủ hết nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa lên cho mấy chị các bạn nhìn thử cái độ nét của nó nha. Mẫu này thì gọi là tâm cộng bình thường thôi. Đây, đây. Đó. Nha mấy chị các bạn. Đó. Góc quay quen thuộc. Ê. Đây nha anh chị các bạn ơi. Đây. Rồi. Đó anh chị các bạn thấy chưa? Nãy giờ gọi là lấy nét không được, giấc này nét ok thấy không? Đó, quá đã luôn. Mấy anh chị các bạn hãy ủng hộ shop đi nha, để có số vốn mua iPhone 12 về quay cho nó rõ nét nha mấy anh chị các bạn. Chứ bây giờ quay điện thoại này chán quá trời chán rồi nha. Đó, mẫu này thì mấy anh chị các bạn đi săn là ok luôn nha. Tầm khoảng 150m đổ lại là quất thôi ha. Đây, trên đây nó có ghi nè mấy anh chị các bạn. Đó, độ zoom nó tới khoảng tầm 150-200m ha. Đây, bây giờ cho mấy anh chị các bạn coi cái đèn luôn nè, đèn tâm xanh đỏ. Đây, đèn đỏ nè mấy anh chị các bạn thấy không? Đó. Đèn xanh nè. Đây, mở mức sáng nhất có thể cho mấy anh chị các bạn coi nha. Đây. Đèn nè, mấy anh chị các bạn thấy chưa? Đó, đèn này hỗ trợ đi ban đêm cho mình luôn. Đèn xanh, đèn đỏ có đủ nha mấy anh chị các bạn. Đó. Rồi, anh chị các bạn nào có nhu cầu sử dụng cái mẫu PSA giá rẻ này á, để mà giống như là mình chơi những cái mẫu súng mà cơ bản như súng tẹp nè, BCB đồ này kia cơ bản, thì có thể liên hệ với shop qua số hotline là 0817884482 nha mấy anh chị các bạn. Đó, hoặc là muốn mua mẫu cao cấp, dòng tâm số hoặc là hai tâm đèn vậy có thể gọi luôn để shop tư vấn cho mấy anh chị các bạn nha. Rồi, mấy anh chị các bạn hãy like và đăng ký kênh để shop có thêm nhiều động lực làm nhiều clip hướng dẫn cho mấy anh chị các bạn những cái mẫu ống ngắm khác nữa nha.
Xin chào và hẹn gặp lại với chị các bạn nhé.